Hello, chào các bạn. Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ. Vâng, hôm nay là sáng thứ ba. Tôi đi bấm bảng số cho chiếc xe Z400 các bạn ơi. Vâng, đây là đội cảnh sát công an quận 8. Bây giờ đang chờ xe tới. Nó đang chờ xe chở tới thì không biết chừng nào là chở tới thôi. Nghe nói là có xe ô tô bán tải chở tới các bạn. Khá là ngầu. Nếu các bạn đi theo chơi thì gửi xe ở cổng bên đây. Đó, cổng này. Sốt ruột quá các bạn ơi. Hẹn 8 giờ và 7 giờ rưỡi tôi đã đến đây rồi. Vâng, phía sau này là bạn Đoàn Kinh Kha này, là con trai lớn của tôi. Ở phía xa là trụ sở của công an quận 8. Vâng, phía xa là hai bạn bên Mát Mô Tô đang hỗ trợ để thu tiền ký giấy. Ok, phía xa có một chiếc Ninja 400 màu xanh đấy các bạn. Một bạn nào đó ở quận 8. Đẹp quá, xe đẹp quá các bạn ơi. Về xe mình đâu thì chưa thấy. Đó, đủ mát một tô. Hôm nay em đem xe về luôn hả? Hôm nay em đem xe về nhà luôn hả? Hôm bữa đem về luôn hả? À, màu xanh đẹp ghê. Anh lấy màu xanh mà đúng không? Không, anh lấy màu đỏ. Màu đỏ nhìn nó tối hơn. Vâng, cách đây 10 ngày thì cũng có đến đóng tiền. Đó, mình đóng trước 50%. Còn lại là 50% trả góp. Và cái thủ tục trả góp là cũng mất hết 2 ngày và 2 ngày thứ 7 gần kẹt 4 ngày. Cho nên là cũng không có 4 ngày sau tôi cũng không có đến lấy xe về. Mà nhờ đây làm dịch vụ 3 bảng số cho mình luôn. Đó, và họ hứa là sẽ cho xe bến bán tải hoặc là xe tải chuyên dụng đó để chở tới qua công an này để làm giấy tờ. Cho nên là tôi để luôn ở đó để họ chở tới quay clip cho nó đẹp cái xe. Từ mình chở bán tải nó rất là ngầu, mà mình chở xe tải mà xe 16 chỗ chuyên dụng á, nó có bàn nâng rồi này kia. Đó, nhưng mà hóa ra thì cuối cùng lại là chở bằng cái xe ba gác này. Cho nên là cái video của mình rất đẹp, xe. Đó thì tôi cũng có phàn nàn thì họ nói rằng là xe bán giao tỉnh nhiều quá. Tải ở trạm tỉnh là kẹt xe không về được, về cái xe ba gác này đó, đã bảy mươi trễ chứ 8 giờ mà 8:30 mới tới. Ok, xe tới các bạn ơi. Họ nói rằng là sẽ giao xe cho mình bằng xe bán tải, và cuối cùng bây giờ là xe ba gác. Ba gác các bạn. Sau hẹn 8:30 thì xe đã chở đến. Chiếc Z400 màu đỏ. Ok. Các bạn thấy chiếc Kawasaki Z400 này có đẹp không? Có ngầu không các bạn? Màu đỏ này thì khi mà lên thì lại nhé, nó hơi tối. Nó không có sáng đẹp bằng cái màu xanh lá cây.
cao qua thì không, mà màu xanh nó không có hợp với mình, nên là mình phải lấy màu hợp hơn. Đây là họ xịt cái dưỡng sên, nó làm một cái màu trắng, nhìn nó không được hợp lý lắm, nhưng mà nghe nói là nó tốt. Đây, xe này 400 phân khối và cái gấp sau nó thì rất là bình thường, rất là thường luôn. Đây là cái chút đổ hàng Rio á, Avotec hàng xịn như các bạn, cộng với lại cái nước này là quà tặng, giá là 71, hàng họ nói là hàng Rio, nếu mà hàng pha ke hàng rep một á nó rẻ hơn rất là nhiều. Xe ok, đang cho xe xuống. Vâng, những cái cảnh xuống xe như thế này thì nhiều bạn sẽ nói rằng là sao mà cái đứng trong phần phim mà tới cũng nước. Và chính ra là phim môn và nghề của chúng ta, các bạn họ làm thì quen tay họ làm đi, họ tay họ chân vào lỡ mà nó đổ xuống thì nó rất là phiền luôn đấy. À mình dính vào xe nó nhá, thì nhớ mà quen tới đây nhớ làm họ vô kéo qua kéo lại thì khi họ đâu có nhờ mình đâu. Ok, ủa xong rồi ha, xong rồi anh, đại bấm số. À, đợi bấm số lâu rồi. Ok, đây là một hồ sơ. Và xe mình lên vào đây để cho công an họ xét này, kiểm tra số khung, số sườn, số máy, rồi màu sơn đúng chủng loại không. Kiểm tra đây xong mình sẽ vào trong nhà chờ. Vào đây ngồi chờ chắc cũng nửa tiếng các bạn. Này khá là đông. Qua bé hả? Đừng có chạy ra đường công an đấy con. Không, trong khi chờ có bảng số thì đi ra ngoài này thì đây là bạn là đi xe con trai của tôi. Máu quá rồi, vừa chạy xuống qua đây. Xe thì chưa lắp bảng số. Anh đi trước nhanh nhanh rồi. Rồi, bye bye, cảm ơn em. Đó, lấy chạy. Tôi cũng chưa chạy thử nó lần nào luôn á. Trước thì bạn ca đã chạy chiếc trường 15-4 năm rồi, cho nên nó không có lại cái xe này. Và xe này thì nó nhẹ, nó đi rất là thấp. Sao cảm nhận sao? À, xe chưa vô lại cho nên đang chạy nên luôn. 59A3 39905, 6 nút các bạn ơi. Kawasaki Z400. Vâng, có bảng số rồi các bạn ơi. 39905, số đẹp các bạn. Đó, nhiều người nói là 39 số thần tài rồi, 9905 là may mắn gì đó. Ok, bây giờ mình chạy đi đổ xăng. Thì nói rằng là trong đó có trong xe có 2-3 lít gì rồi. Lắp cái cốt lưng, cái kẹp này, kẹp đèn.
rất là tốt. Thì nóc nguyên khối nha, tức là nguyên tấm luôn mới đập vô uốn vô đó, chứ không phải như mấy cái đồ đỏ tiền là nó chỉ có cái tiền không, và sau lưng là một cái miếng khác, đây là nguyên tấm luôn. Bao bảo hành 2 năm rồi chống nước vân vân, chung là làm rất là công phu, công rất là công phu và nhiều công đoạn lắm. Bao nhớ các kiểu nóc này, đây là điện của các bạn, cái này là tôi thấy là rất là chi tiết, đánh giá 250.000 cho cái bạn này, và cái bạn này bạn chưa đặc biệt theo cái tờ với lại cái chút hai trái, có phải vì các bạn nhìn thấy cái bát tổng số của tôi này bóng dài nhám đấy, bên mình là nhám bị, bên mình là nhám khô, cái khô đó là tất cả phía đồng hồ, những cái nhám thấy là tay nghề lưu luyện đâu. Đi trước mặt trước là có OPK đây là đang đánh bóng, tôi nhìn đấy bóng đi trước là VK bảo hành mình 2 năm là đổ bạc tên các bạn ơi, ký tên ghi ngày tháng bảo hành trong đó đó, đó ở đây là dán tem quảng cáo này, quảng cáo thì ra lắp vào đây, bạn phát xe nhét 400 của tôi nghe rất là rộng, nói gì nếu mình nhấn bản thường lò ra hai bên, hai bên hai bên rất là xấu, quay về là clip cho các bạn. Đó là lý do thứ nhất, lý do thứ hai là ba người em chơi FPV chơi lai cam đó là tập trung nghe toàn nghe các bạn này, nên là chuyện từ đây là lắp lắp giống luôn nó vui luôn các bạn nghe rất vui rất là chắc chắn rồi đó. Ở Việt Nam, nước Việt Nam có cả hai quần đảo đang từ xa luôn nhá, rất đúng. OK các bạn, đây là cái bảng số đã gắn ở đây, 250.000, nào là đánh bóng rồi ép hơi bảo hành chống vô nước gì tùm lum tà la các bạn. À. Rất là dày nha, inox rất là dày đó, và đằng sau là nó kín luôn này đó, đằng sau là kín luôn nha, đằng sau kín luôn. Cái bát bảng số này của tôi thì nó hơi rộng này, cho nên mình gắn cái bảng này rất là hợp luôn. Đông lắm. Xe
không có giới hạn. Ok, đã về tới khu dân cư bác ơi. Test thử đoạn coi. Chào các bạn, chúc các bạn buổi sáng vui vẻ. Vâng, đây là chiếc Z 400.
Đó, sáng nay đã gắn bảng số xong và bây giờ tôi sẽ lấy đi làm để test thử cho các bạn xem. Đang để nổ cái đăng ti cho nó nóng máy lên chút xíu, cho nó bôi trơn chút rồi mình sẽ đi làm. Get go. Được cái này thì nó mất cái kia.